Thì bữa cô nói là cô hết rối loạn tiền đình đó, cô kể con nghe đi. Thì bữa cô bị bệnh rối loạn tiền đình mà giờ cô uống cái đó giờ nó hết rồi. Hả? Cô uống mấy ngày mà cảm thấy hết mà sao cô biết mình hết rối loạn tiền đình? Thì cô thấy uống trong tuần đầu thì cô không bớt cái nhức đầu. Uống được cái tại vì cái hũ đó uống cô uống ít cho nên nó kéo dài tới cả tháng. Rồi cô có đi khám lại không mà sao cô biết là mình hết bị rối loạn tiền đình? Hồi bữa cô đi khám bảo hiểm á thì hết rồi. Bác sĩ nói hết hả? Có xét nghiệm gì không hay là bác sĩ chỉ hỏi thì qua cô thôi? Vô người ta khám lại á thì ta hỏi rồi cô nói vậy á thì nói cô hết rồi. Là không có làm xét nghiệm gì hết, chỉ có hỏi thăm về sức khỏe, về cảm nhận của cô thôi hả? Không còn triệu chứng thì nó hết. Không còn triệu chứng về nhức đầu nữa. Mà hồi xưa là cô hay bị nhức đầu thường xuyên luôn hả hay sao? Thì cô bị rối loạn tiền đình mà cách chừng tuần hai tuần là cô bị chóng mặt, nhức đầu, ngồi không được luôn á. Giờ là hết hẳn luôn chưa? Bữa cô ngưng mấy bữa, cô ngưng một thời gian ngắn á thì nó có quay lại không? Mấy bữa mà không. Hết rồi mà cô chưa kịp lấy thêm á. Không. Nó không có bị nhức lại vậy hả? Ừ. Rồi hôm qua lấy về đủ uống uống lại chưa? Uống rồi. Rồi ngủ ngon lại rồi hả? Ừ. Ủa nhưng mà cô ngưng uống thì cô có bị mất ngủ lại không? Cô ngưng uống thì cô cũng hình như nó bị hơi ngủ trễ một tí. Ngủ khuya thì dậy sớm. Vậy là uống là ngủ ngon hơn đúng không? Ừ, nói chung là tại nó ngủ được. Còn cô á ha, uống ít sợi lại, uống nhiều quá nó ngủ quá. Ngủ quá hả? Giờ cô đang uống mấy sợi một ngày? Bữa cô uống tới mười mấy sợi mà còn giảm lại còn có 10. Thì cô uống ít lại cũng được tại vì mình đã uống qua một lần rồi nó thải độc bớt rồi cho nên là giờ cô uống ít lại cũng được, uống 5-7 sợi cũng được. Chứ uống cho lâu giờ lâu cô tí. Uống ít lại, nấu uống như là uống nước bình thường rồi, cô không có hay. Tại vì thấy nó giảm, nó đau đầu. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Ủa bữa nay mặc áo hồng xinh quá à. Dạ.